Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú. Giao lưu một phôi nha. Phôi dúi nha, còn gọi là hòn anh mọc nha. Đây cầu kiệu dựng rừng nha. Đây nó bắt cái cầu kiệu đây nha. Đây là cái cầu kiệu nha. Cái này có hoành tổng. Hoành tổng đây là là 22 nha. Cao là 12. Còn cái tán ngang, tán ngang của nó là 20 nha anh chị cô chú. Còn tán rộng nó tầm khoảng 12 tới 15 nha. Đây là bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Phôi dúi nha, bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây nó bắt cái cầu kiệu qua nha. Cầu kiệu đây. Những chị chốt rất đều luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn. Cây này nó điệp hai mặt luôn nha anh chị cô chú.